Xin chào, rất vui rất được gặp lại các bạn. Bạn có biết vì sao hổ, sư tử và động vật ăn thịt không đánh răng, súc miệng thế nhưng hiếm khi sầu răng? Vì sao khi đi thi thời gian trôi rất nhanh, còn khi buồn chán thì lại rất chậm? Hay tớ và bạn thực ra đã hàng tỷ tuổi? Chào mừng đến với Sự Thật Nổ Não mùa 4 tập 34, gốc gác cổ xưa. Vì sao hổ không sầu răng? Cứ mỗi lần đi khám răng về là tớ lại cay cú. Cay vì con người phải thường xuyên đi khám răng, làm đủ thứ để chăm sóc răng miệng. Tớ oánh răng, súc miệng, ấy thế mà vẫn sầu răng. Còn cú vì hổ, báo, sư tử, chó, mèo và rộng ra là hầu hết những loài động vật ăn thịt không được dạy dỗ về vệ sinh răng miệng, thế lại vẫn không bị sầu răng. Là vì răng. Phòng khi bạn chưa biết thì răng là một trong tứ đặc trưng trong từ điển của người miền Trung, bao gồm mô tê răng rứa, có nghĩa là lượt là đâu, kia, sao thế. Nghe có vẻ xanh xòi quá nhỉ. Trở lại với vấn đề chính, con người sâu răng là vì không chăm sóc răng miệng đúng và đủ, ăn quá nhiều đường và tinh bột hoặc cả hai. Mở ngoặc, không có con sâu nào ăn răng của bạn. Sâu răng xảy ra khi mà vi khuẩn trong màng bám răng phân hủy đường và thức ăn, sinh ra axit lactic ăn mòn và gây thủng răng. Giờ hãy cùng nhìn sang động vật ăn thịt nhá. Đầu tiên, động vật ăn thịt không ăn bánh kẹo ngọt, bú tà tữa, cũng không ăn cơm, bún phở chứa nhiều tinh bột có thể phân hủy thành đường. Thế như bạn để ý, động vật ăn thịt rất hay rất dãi. Dãi hay nước bọt là liều thuốc chống sâu răng tự nhiên của cơ thể. Nước bọt giúp rửa trôi các mảnh vụn thức ăn khỏi răng. Chất nhầy trong nước bọt thì bao bọc lấy răng, ngăn vi khuẩn bám vào răng. Nó cũng chứa ion canxi và phốt phát, giúp tái tạo và củng cố những vùng men răng đã bị suy yếu. Và thú ăn thịt, nhìn chung nước dãi linh láng hơn con người. Trên thực tế, những người mắc chứng khô miệng, xerostomia, có sản lượng nước bọt thấp hơn và có nguy cơ mắc sâu răng cao hơn người bình thường. Oh my god! Còn nữa, răng của động vật ăn thịt nhìn chung là thưa thớt hơn rất nhiều so với con người. Răng thưa thì thức ăn khó dính lại và cao răng cũng ít tích tụ hơn. Và cuối cùng, chỉ vì bạn đánh răng và hổ không làm điều đó, không có nghĩa là chúng không vệ sinh răng miệng. Chẳng những thế, chúng còn sạch sẽ hơn bạn. Bằng chứng là con người sâu răng, chứ con hổ, con sư tử có sâu đâu. Khi động vật ăn thịt sống, chúng nhai rất nhiều để hỗ trợ tiêu hóa. Đây chính là cách mà răng miệng của chúng được làm sạch. Bởi vì răng của động vật ăn thịt rất thưa, thế nên nhai nhiều không những không gây rắt răng, trái lại, nó còn giống như là đánh răng kết hợp với massage nướu vậy. Trải răng trong mỗi bữa ăn, khoảng trống lớn giữa các răng kết hợp với lượng nước bọt dồi dào khiến cho động vật ăn thịt hiếm khi sầu răng, ngoại trừ chó. Nhưng mà con người nuôi chó, chúng ta cho chúng ăn nhiều loại thức ăn trái với bản năng tự nhiên như là thịt nấu chín, bánh mì, mật ong, sữa. Điều đó biến chó trở thành động vật ăn thịt có tỷ lệ sầu răng cao nhất, lên đến 5%. Đó, các cụ bảo rồi, cái gì quá cũng không tốt, và sướng như chó cũng thế. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 Shy. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k. Gốc gác cổ xưa. Bạn thất vọng về bản thân, tự nhục vì kết quả kỳ thi vừa rồi không được tốt. Đừng, bởi vì bạn rất cao quý và vi diệu. Không tỉ nữa. Theo một cách nào đó, bạn, mà không chỉ có bạn, tớ và tất cả chúng ta đều đến từ những hạt bụi sao. Nếu như bỏ con người vào một chiếc máy phân tích nguyên tố, nó sẽ cho bạn biết rằng 99,85% cơ thể con người bao gồm 11 nguyên tố: oxy, hydro, nitơ, carbon, canxi, phosphor, lưu huỳnh, kali, natri, clo và magie. Tất cả những nguyên tố thiết yếu xây dựng nên cơ thể con người thì đều được tổng hợp bên trong các lò bát quái hàng triệu độ và áp suất hàng trăm tỷ atmosphere, giống như lõi mặt trời của chúng ta. Khi những ngôi sao già và chết đi, chúng nổ tung trong một sự kiện siêu tân tinh hoành tá tràng, phun hàng tỷ tỷ tấn bụi sao, các nguyên tố luyện thành từ lò bát quái vào mọi hướng trong không gian. Áp lực từ vụ nổ siêu lớn này tiếp tục tạo ra thêm nhiều nguyên tố nặng hơn như kẽm, bạc, thiếc, vàng, thủy ngân, chì và uranium.
sau hàng triệu, hàng tỷ năm lơ lửng trong chân không vũ trụ. Những hạt bụi sao này có thể trở thành một phần của một hệ sao, một hệ hành tinh mới. Một cách không hề ngoa, bạn đã từng là những hạt bụi sao trong hàng tỷ năm, thậm chí đã trải qua vài đời sao trước khi có thể cầm giấy bút đi thi. Dăm 7 tỷ năm nữa, khi mặt trời nổ tung, những gì còn lại của bạn có thể sẽ được tái chế thêm một lần nữa để tạo ra những sự sống mới ở một góc xa xôi nào đó của vũ trụ. Khi bạn nghĩ về điều đó, bạn không chỉ là những hạt bụi sao, mà còn là những bụi sao bất tử được tái chế vĩnh cửu. Wow! Vui lên đi bạn ơi! Ok. Thời gian của bạn, thời gian của tôi. Thời gian có thể giãn nở và không cần đến thuyết tương đối của Einstein thì bạn cũng biết điều đó. Để ý mà xem, khi bạn đi chơi cùng với Crush, thời gian trôi cứ như chó tuột xích, lâu lâu như thế nó lại ăn bớt của bạn 5-7 phút vậy. Đúng. Thế nhưng khi bạn buồn chán vì nhắn tin 5 phút rồi mà nàng chưa rep, thời gian trôi chậm lại, không bỏ sót bất kỳ một giây phút nào. Thậm chí, một giây lúc buồn chán dường như còn dài hơn một giây lúc bình thường. Nguyên lý giãn nở thời gian trong thuyết tương đối của Albert Einstein cho rằng thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau đối với các vật thể chuyển động tương đối với nhau hoặc nằm trong những trường hợp dẫn mạnh yếu khác nhau. Ví dụ, một chiếc đồng hồ chuyển động trong không gian sẽ tích tắc chậm hơn chiếc đồng hồ trên tay một người đứng yên. Hay một chiếc đồng hồ ở gần hố đen hơn sẽ quay chậm hơn so với chiếc đồng hồ ở xa hố đen hơn. Kiểu thế. Điều này có nghĩa rằng thời gian có thể bị bẻ cong do tốc độ và trọng lực, hay chính là nó có tính đàn hồi theo đúng nghĩa đen trong vũ trụ vật lý. Và không chỉ có vận tốc và khối lượng mới khiến thời gian có giãn, mà hệ thần kinh của bạn cũng vậy. Từ lâu, các nhà khoa học đã tin rằng bộ não của chúng ta cũng chứa một đồng hồ nội sinh có khả năng điều tiết tốc độ dựa trên trải nghiệm và trạng thái sinh lý của chúng ta. Khi buồn chán vì không có việc gì làm chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Thế nhưng ở mức độ sinh lý, nó được các nhà khoa học gọi là một trạng thái hưng phấn, thể hiện qua nhịp tim tăng lên. Về bản chất, chán là một trạng thái tỉnh táo và tập trung, gần giống với hào hứng hoặc sợ hãi. Khi này, đồng hồ não sẽ chạy nhanh hơn, mang lại cảm giác thời gian trôi chậm hơn. Ở chiều ngược lại, khi bạn thư giãn hoặc mất tập trung, đồng hồ não chậm lại, rút ngắn nhận thức về thời gian, tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Và con người không phải là loài duy nhất được trải nghiệm sự linh động thời gian này. Bạn có từng thắc mắc vì sao rất khó để đập ruồi? Đó là vì qua con mắt của ruồi, loài người sống trong một thế giới chuyển động chậm. Những loài động vật nhỏ bé và trao đổi chất cực nhanh như ruồi và chim ruồi cảm nhận thời gian trôi qua chậm hơn so với con người và các loài động vật to lớn. Trải nghiệm thời gian chậm hơn khiến chúng nhanh hơn và có thời gian phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với những sinh vật lớn hơn. Và nhà khoa học đã làm thí nghiệm và phát hiện ra rằng mắt ruồi có thể phân biệt tới 400 lần nhấp nháy riêng biệt trong một giây, nhiều gấp 6 lần con người. Vì lẽ đó, những hành động tức thời của con người trở thành những cuốn phim tua chậm đối với một con ruồi. Khi này, ruồi giống như là những đứa chơi game mà bật hack vậy, nhìn là vẫn đấm cho mấy nhát. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Trở lại với con người, để bổ sung cho giả thuyết đồng hồ não, những yếu tố quan trọng khác quyết định nhận thức về thời gian của chúng ta đó là mức độ tập trung và mật độ trí nhớ. Khi bạn tập trung làm bài thi hoặc xem một bộ phim, chúng ta ít chú ý đến thời gian, tạo ra cảm giác như là thời gian trôi qua nhanh hơn. Khi buồn chán hoặc phải chờ đợi ai đó, chúng ta để ý đến từng giây, đếm từng giây và tập trung ý thức vào từng khoảnh khắc của hiện tại, khiến cho thời gian như thể đang cầu giờ. Tương tự như vậy, khi bạn tập trung làm bài, bạn chỉ lưu giữ những ký ức về bài thi, bỏ qua hầu hết những chi tiết xung quanh, bao gồm cả cô em xinh xẻo bàn bên. Vậy nên, khi nhìn lại khoảng thời gian đó, những ký ức rất mỏng và thừa thớt, tạo ra ấn tượng rằng hai tiếng thi văn trôi qua rất nhanh. Ngược lại, khi buồn chán, thứ mà như vừa mới nói bên trên là một trạng thái hưng phấn, chúng ta có xu hướng tìm kiếm thứ gì đó để làm cho đỡ chán. Và vì tay và chân thất bại trong việc đó, thế nên não gửi tín hiệu cho chính nó: ê, hay là mình tự kiếm việc gì làm đi. Nó lưu trữ thông tin về mọi thứ, từng chi tiết, sự vật sự việc xảy ra vào lúc buồn chán. Khi bạn nhìn lại khoảng thời gian đó,
có quá nhiều ký ức xuất hiện, mật độ trí nhớ dày đặc, tạo ra ấn tượng rằng khoảng thời gian chán như con rắn kéo dài hơn thực tế. Anh chị em có suy nghĩ nào khác thì mời để lại bình luận bên dưới nha. Hy vọng là video này cải thiện được tâm trạng của bạn. Nhớ like để chúng tớ biết điều đó. Như mọi khi, nhớ để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận, đăng ký V-Pack và rung chuông vì chúng tớ đăng video mới mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.